cảnh rất là đẹp, chi tiết. Thì em quay gần lại đây để cho các bác biết là đang đến nơi này ngày mùng mấy khai mạc anh ạ? Mùng 2 khai mạc. Đang một số tác phẩm đây là anh ơi, tác phẩm ở đâu mang đến đây? Xe. Đây là bản tác phẩm của anh ạ. Tác phẩm đây của anh ạ. Tác phẩm nói qua tất cả anh em đam mê khơi cảnh trên cả nước này. Của anh là tất cả mấy tác phẩm anh? Anh em tham gia 4 tác phẩm. 4 tác phẩm? 5. Có đôi lòng. Quay lòng. Làm ơn ạ. Đấy, thì 4 tác phẩm rất là đẹp, dài, cổ. Hiểu lắm. Đứng đứng cái này quay em không? Anh đã hạ được 2 tác phẩm rồi. 2 tác phẩm nữa đang đưa xuống. Ở những cái tác phẩm của anh rất là lâu năm và kinh chất lượng. Anh ơi! Anh đi! À, đi ạ. Chúng ta cả cho bình tĩnh thôi, đây này. Đây là tác phẩm Lan Điền to đang như vậy tại bảo tàng BBC, tác phẩm của anh nha. Đây quay qua đấy, tác phẩm Lan Điền rất là lâu lắm và cối đá rất là chi tiết và cây đã thành một tác phẩm hoàn thiện. Bông tàn của anh ấy là anh xếp rất là đẹp. Quay qua đây nhìn thấy ra là số của nó. Cây rất là nhiều lắm. Nếu mà cây đó cây hoàn thiện thì không ai nhiều mà anh. Hoàn thiện là cái chỗ đấy là cái chỗ vừa nói em cũng là cũng cần đi vật khô rồi. Một vườn thế này, một vườn về hạt, một vườn thế này. Thank you.
của tập đoàn thì tìm cho kéo ra cái cây.
biển tàu không ạ? Thì nuôi nước lâu cây này thì rất là phổ vụ. Cái này là của bác nào đấy? Anh em cũng đang ngắm thôi, nhưng mà nhìn thấy cái đặc biệt của cương gạo này. Đúng là thời điểm nó bung hoa thì rất là quý. Chắc là được cây này nó đã bố trí được cái gốc to như này mà cái dáng nó cái cành làm đổ xuống và đưa ngọn lên, phần tay làm to đẹp. Nhưng mà chưa được hoàn thiện thôi, nhưng tốt lắm đẹp. Đây quay lại về phía em bên này đầu cao lên đó. Rất nhiều tác phẩm đẹp. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.